Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cùng các bạn món tôm chiên xù, một món ăn ngon, dễ làm, các bé thì rất là thích. Mình lựa chọn tôm tươi, mua về rửa sạch, cắt bỏ phần dâu. Mình lấy luôn phần đầu tôm để chiên nên mình sẽ bóc vỏ cái phần vỏ tôm ở trên đầu. Bỏ luôn phần gạch tôm và lấy cái đường chỉ tôm ra luôn. Mình cứ bóc vậy cho đến hết. Phần vỏ tôm mà muốn dễ bóc á, các bạn ngâm vào nước đá khoảng 10 phút sẽ dễ bóc vỏ hơn nha các bạn. Sau khi bóc xong phần đầu á, thì mình cắt bỏ hết phần đầu để riêng ra một cái bát. Sau đó bóc đến phần vỏ của thân tôm. Mình bóc mình giữ lại một đốt cuối cùng của phần đuôi để mình chiên cho đẹp nha. Phần bụng tôm á, mình lấy cái tăm, lấy luôn cái đường chỉ ở dưới bụng tôm ra luôn. Sau khi mà mình bóc sạch sẽ hết số tôm, mình dùng con dao khứa vài đường ở phần bụng tôm để khi mình chiên con tôm không bị cong lại. Vậy là mình đã bóc xong này, bây giờ phần thân và phần đầu tôm mình sẽ cho riêng ra hai cái bát. Mình ướp vào đây một chút xíu hạt nêm, khoảng 1/2 thìa tiêu xay cho thơm. Bạn nào không thích ăn tiêu thì không cần cho nữa cũng được. Mình đảo đều cho gia vị thấm, để tầm 15 phút nha các bạn. Nguyên liệu để chiên thì có 1/2 bát con bột bắp, 1 bát con bột mì, 1 bát con bột chiên xù, 1 quả trứng và 200ml nước lọc. Mình cho bột bắp với bột mì vào một cái bát lớn, rồi sau đó cho nước vào đánh đều. Phần nước lọc mình cứ cho từ từ để cho bột không bị vón cục nha. Phần bột mình đã pha xong, bây giờ mình cho trứng vào luôn. Mình cho trứng qua một cái rổ dày để cho phần bột và phần trứng được tan đều vào nhau. Tiếp đến mình sẽ nhúng nhanh tôm qua phần bột nước trước. Rồi sau đó qua phần bột chiên xù. Mình cứ cho bột chiên xù áo đều vào con tôm. Tí nữa mình chiên nhìn sẽ rất là đẹp mắt. Mình cứ nhúng lần lượt cho đến khi hết phần tôm ở bát thì thôi nha các bạn. Để tiết kiệm thời gian á, thì mình sẽ vừa nhúng vừa chiên luôn nhé. Mình bắc chảo lên bếp và cho vào đây nhiều dầu một chút để cho dễ chiên nha các bạn. Lấy một miếng bột mình cho vào, nếu bột nổi lên á, là dầu đã được nha. Giờ bắt đầu lần lượt mình cho từ từ phần tôm đã nhúng vào bột chiên xù vào. Mình hạ xuống lửa nhỏ để cho bột chiên xù không bị cháy nha. Phần tôm và bột chiên xù rất là nhanh chín nên mình cũng không cần phải đảo. Khi mà tôm đã bắt đầu chuyển sang màu vàng đẹp rồi á, mình gắp tôm ra và cứ thế lần lượt mình chiên tôm cho đến hết. Phần vỏ tôm thì vàng giòn, phần thịt tôm bên trong thì rất là ngọt. Chấm thêm cùng với một ít tương ớt có vị cay nhẹ. Vậy là mình đã có thêm một món ăn thật tuyệt vời nữa này. Chúc các bạn thành công nhé.